kiểm tra thấy ông cháu ăn thuốc tất cả ông bà vô lối. Ngày 28 tháng 12 thì cháu có nhận được một cái khoản của hai chị Nguyệt Thúy là gửi cho ông là 50 triệu. Ngày 28 tháng 2 lại tiếp tục được hai chị Nguyệt Thúy là gửi là thêm 50 triệu đồng. Thì tổng tất cả là hai chị Nguyệt Thúy gửi cho ông là 75 triệu đồng ấy ông ạ. Của hai ông cháu là cháu đang cầm là 98 triệu 450 nghìn. Ông vui mừng, ông thích lắm rồi. Được chứ bao giờ mà thấy có khoản tiền to thế này. Lớn lên thì không có tiền như thế này đâu. Cô bác sĩ nó giúp được thế thì tôi vui lắm rồi, mừng lắm rồi. Tôi thì thiết các chị đã gửi tiền cho tôi làm nhà, tôi mừng lắm, vui lắm rồi. Tôi xin cảm ơn các chị, các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Vừa mới xuống nhà Mạnh thôi là đã thấy Mạnh là lên trên này để đón rồi cô bác. Hôm nay thì không biết là Mạnh mặc áo của ai mặc thấy to thế. Chắc là áo mà các bác gửi lên cho hay sao ấy. Mạnh đi đâu ấy hả? À, lên đón chú à? Ôi mặc áo cẩn thận vào, áo này hơi to một chút nhờ. Nào Mạnh khoanh tay chào con các bà đi. Con chào các ông các bà. Ôi mặt mũi đâu vẫn còn bẩn bẩn một chút đấy hả? À, sáng nay không rửa mặt à? Không. Rồi ôi một tí là phải rửa mặt. Thế ông của Mạnh là đi đâu rồi? Làm việc ở dưới kia à? Thế là thấy chú lên đây là chạy lên đây à? Thế đi về thôi nhỉ, đi. Cháu được xin được kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, anh chị, hôm nay cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu là cháu Lực muốn thông báo một cái tin mà nó cực kỳ sốc mà cực kỳ vui đến với lại ông cũng như là em Mạnh luôn. Sao Mạnh không đi ủng vào? Hả? Mày mặc áo đi. Áo này thì sang chắc tầm sang lớp 1 thì mới mặc được. Ông Mạnh ở đâu? Ở kia. Ở kia à? À làm ruộng ở dưới kia đúng không? Ông của Mạnh thì cháu Lực nhìn thấy từ xa là đang đắp bờ ruộng, đắp cho bờ cho nó mới lên đấy thì mới cày được, mới cấy được. Nào đi về thôi. Thời tiết thì hôm nay là có vẻ nhờ ấm ấm lên một chút rồi cô bác ạ. Mạnh thì đã mặc được áo phong rồi. Đấy. Mạnh đi học đã từng bị ngã ở đây bao giờ chưa? Chưa. Chưa từng bị ngã đâu à? Thế đi trước đi. Mạnh thì là một đứa trẻ mà cực kỳ và đáng yêu luôn các bác ạ. Cái lực đăng tải lên thì cũng có rất là nhiều các bác yêu quý bé Mạnh. Đi cẩn thận nhá. Ở đây nếu mà Mạnh mà đôi chân mà không vững các bác thì sợ là em ấy đi học về là bị lăn xuống hủ, mới là đi tít xuống dưới luôn đấy. Chỗ này đi xuống dưới độ tầm là 50 mét, lăn xuống chỗ này là chỉ có chết người luôn thôi. Nếu mà may mắn thì không sao thì nhưng mà may mắn thì cũng là chân tay là bị gãy luôn đấy. Đi cẩn thận nhá Mạnh nhá. Đấy, còn tin vui như thế nào thì một tí nữa cháu Lực sẽ đi xuống để thông báo cho hai ông cháu và cho tất cả các bác là cùng biết luôn. Phải nói là khi mà cháu Lực nhận được cái cuộc gọi điện thoại
của hai chị thì cháu Lực cảm thấy như là rất là vui mừng cho hai ông cháu, cũng như rất là vui mừng cho bản thân cháu Lực khi mà cháu Lực đã tạo được cái niềm tin để hai chị tin tưởng cháu Lực. Ai đi cẩn thận nhá. Hình như là cái chỗ sắn này là của nhà hai ông cháu sao cô bác ạ, chỗ này ấy. Ông có kể cho Lực là lúc nào mà hết gạo ấy, thì là lên đây đào sắn này để mà về mà trộn với cơm. Hôm nọ thì chắc có khi là ông ngại là không dám nói với cháu Lực là lúc mà nhà hết gạo ấy, thì bây giờ cháu Lực cũng đã bảo với ông rồi, ở nhà là khi mà gạo nhà ông hết, nếu mà mùa vụ này mà chưa kịp đến hết thì là bảo với cháu Lực, thì cháu Lực sẽ trích cái tiền của hai ông cháu ra là để mua cho. Đi được không? Đi được không? Không đi được à? Thế chỗ này là phải lấy cống à? Rồi, đi về nhà là mặc áo thêm một chút nhá. Hơi lạnh đấy. Thấy là lạnh là răng là độc khừng khừng với nhau đấy cô bác ạ. Thì cũng khá dài á, răng bao lóng. Không khá mới dài thế. Mà kia nghe bằng bài á? Thôi được cơ. Cẩn thận nhá. Thế vừa rồi là chơi với bạn Quyết, là bạn Quyết xô à? Hả? Quay ra bên này nào, quay ra bên này thì mới nhìn thấy. Đấy, các ông bà mới nhìn thấy. Đi bây giờ đi về nhà là tìm áo ấm mặc nhá. Vừa bé Mạnh là vừa đi vào trong ruộng nước luôn cô bác. Chỗ này thì Mạnh là không có đi được luôn. Thành ra là cháu Lực là phải bế Mạnh. Ôi trời ơi. Ôi, chỗ này rất là trơn đấy Mạnh ạ. Cẩn thận là Mạnh đừng cử động nhá. Hai chú cháu là ngá luôn đấy. Thế là đi học là buổi sáng là Mạnh đi học về là đi đường này à Mạnh? Đi đường nào? À, đi đường nhà Quyết à? Ủa, chỗ này trơn quá không đi được đâu. Thế nếu mà trời nắng là đi đường này à? Vâng. Có vẻ như là mấy hôm nay là bà con đang làm ruộng cho nên là Mạnh không đi được đường này mấy cô bác ạ. Đi đường nhà cái cô mà hôm nọ mà cháu Lực đi cùng Mạnh để mày xin cơm cho Mạnh ăn đấy. Rồi hãy hãy đến chỗ khô rồi, hãy đi một xây mũ rồi yên đợt nhá. Vừa rồi là Mạnh là chơi với lại bạn Quyết ở trên này cô bác này, là bị bạn là đẩy xuống đi xuống một ruộng như này, thành ra là bị ướt quần. Xong là nhìn thấy cháu Lực ở trên thì là chạy lên trên luôn. Các bác gửi quần áo cho thì to như thế nào thì mặc hết. Ôi trời ơi. Đấy, Mạnh đi. Ôi trời ơi, Mạnh ơi. Đi tìm áo đi, tìm quần đi nhá. Đấy, cho Mạnh đi vào nhà để tìm quần áo nữa. Ngôi nhà của hai ông cháu đi chọn nước cũng đá chia sẻ lên rửa chân á. Lấy nước rửa chân á. Lấy nước rửa chân á Mạnh. Đây lấy nước này. Nước ở trong xô kìa. Nước trong xô kìa rửa chân kìa. Ngôi nhà của hai ông cháu đi chọn lực cung đá chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi cô bác. Và cái ngôi nhà này thì đến thời điểm hiện tại thì chưa vào mùa mưa bão ấy, có thể là còn ở được, nhưng mà mấy nữa vào đến mùa mưa bão ấy thì là không có dám ở nữa đâu ấy. Nhìn cái gì đấy hả? Nhìn cái gì? Chó đẻ con. Chó đẻ con ở đâu? À thế là mấy hôm nay chó Mạnh là đẻ con đúng không? Ra đây. Đấy, đi về nhà kiếm áo để mặc nhá.
Đây, vừa rồi Mạnh là khoe với cháu Lực là chó ở nhà là đẻ con. Cho Mạnh là đi vào nhà mặc áo một chút đã. Mạnh thì là đúng năm nay mới có 5 tuổi thôi cô bác. Đấy, nhưng mà về cái vấn đề quần áo thì em mới tự biết mặc rồi. Đấy, còn cái nào mặc xong thì em mới bỏ ra ngoài để cho ông giặt. Hãy đi xuống dưới để mà xem ông một chút. Ông thì cháu Đức đang nhìn thấy từ xa thì đang làm ruộng, đang lắp bờ ruộng ở dưới này. Để một tí nữa khi mà ông làm xong thì cháu Đức sẽ cùng ông lên trên nhà và thông báo cái tin cực kỳ vui đến với lại hai ông cháu. Ôi, cháu chào ông nhá. Hôm nay làm một ngày nữa hết chưa ông? Đến tối mới hết à? Ôi dồi, thế phải làm một ngày đấy nhờ. Ở chỗ này là hầu như gọi là làm thay trâu luôn đấy nhờ ông nhờ. Chỗ này là năm nào là ông cũng dùng cuốc để làm à? Ông gửi một lời chào tới các bác nào ông. Tôi xin chào tất cả các bác. Đấy, xin ông chào tất cả các bác nha. Tôi xin chào tất cả các bác. Tôi xin chào tất cả các bác. Rồi đấy. Đợi đấy, đợi có nước một tí là ông mới làm được à? Tôi được nhìn thấy là ruộng nhà ông thì có rau dếp cá khá là nhiều các bác ạ. Cái rau dếp cá này thì nếu mà các bác có lấy về các bác này, các bác mà có mua được ấy thì các bác dùng để mà xay lên xong là để vào tủ đá thì uống rất là mát gan. Mình ăn sống cũng được ấy các bác. Ruộng thì nó có nhiều à cái rau đấy ấy? Tháng 2 đúng không? Thì tháng 2 thì nó mới mọc lại đúng không? Không biết là Mạnh đã thay xong quần áo chưa. Về sau là ông mặc quần áo ấm cho Mạnh một chút nhá. Mặc cho lên trên nhà trên cởi ra à? Còn chắc là lên trên chơi với bạn thì ra là có thể là trong lúc đang chơi ấy thì nó nóng cho nên là Mạnh là bỏ ra luôn. Cháu thì còn nhỏ, ông thì là năm nay được mà lớn tuổi chứ không còn lớn nữa đâu. Nhưng mà nhìn vào trên khuôn mặt của ông thì có vẻ như là ông già đi trước tuổi khá là nhiều cô bác ạ. Tại vì là cái hoàn cảnh của ông thì rơi vào một hoàn cảnh phải nói là cực kỳ mà éo le luôn. Ông thì với vợ của ông ấy thì là vợ ông thì cũng ra đi từ rất là sớm và để lại cho ông là người con là bố của Mạnh ấy. Nhưng mà đến năm mà Mạnh lên 2 tuổi thì bố của Mạnh cũng có một khát khao mà muốn đi ra ngoài làm để mà kiếm được nhiều tiền, nghe lời có thể là nghe lời một cái bạn nào hay là một cái anh nào đó nói rằng là đi sang bên Campuchia thì sẽ kiếm được nhiều tiền hàng tháng để gửi về để cho gia đình rất là nhiều tiền, cho nên là cũng đi sang bên kia mà để làm. Bây giờ thì đi được 2 năm rồi, không biết là còn sống hay đang chết cô bác ạ. Cháu Đức cũng sau khi mà cháu Đức chia sẻ lên thì cháu cũng mong muốn là sẽ có một bác nào đó theo dõi được cái thước phim của cháu thì có thể là nhắc nhở anh Sơn, anh ấy liên lạc lại với ông với lại em Mạnh để mà ông với Mạnh còn biết tin là còn hay đã mất. Và những lúc mà ông đi làm một ruộng như này thì là Mạnh đã lên trên là chơi với Quyết ở trên kia à? Vâng. Nếu mà bạn Quyết ở trên kia mà không ở thì Mạnh cũng chỉ ở xung quanh này thôi à ông? Vâng. Vừa rồi Mạnh nói là chó của nhà ông đẻ rồi à? Okay. Để được bao nhiêu con không? Con thôi. Một con á? Ôi rồi, thế này cũng để ít thôi nhỉ?
Đấy, chỉ độ tầm vài năm nữa thôi là Mạnh cũng lớn lên thì những cái công việc mà để mà cuốc bờ cuốc ruộng như này thì Mạnh cũng còn biết làm, không làm được những cái việc nhỏ thì là sẽ làm việc, không làm được việc lớn, không làm được những cái việc nặng ấy, thì là Mạnh sẽ làm những cái việc nhẹ. Ông hai ông cháu đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Hai ông cháu ăn cơm rồi à? Thế buổi sáng là ông ra đến đây làm độ tầm mấy giờ? 7-8 giờ à? Nhưng mà ông là không có điện thoại để mà xem, không có đồng hồ để mà xem thì làm sao mà biết giờ? Biết mà. Sáng dậy thì sáng lâu lâu một tí là có 7 giờ. À, sáng lâu lâu một tí là có 7 giờ, thế là mình áng chừng rồi đúng không? Đi vậy nghỉ vào không? Cái tầm nhà ông, ruộng nhà ông thì độ tầm bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày nữa cấy ông? Ở mùng 5, mùng 6 tháng 2. Mùng 5, mùng 6 tháng 2 à? Vào âm đúng không? Ngày hôm nay thì nước đang có vẻ như còn là khá là nhiều ông nhỉ, nước ấy. Nước này là ở trên kia xuống có phải nước sạch không? Không sạch đâu à, vẫn là cái nước mà qua ruộng người ta đúng không? Trâu của ông nó cũng không có thuộc dạng mà quậy nhiều nhờ. Nếu mà nó thuộc dạng lúc mà nó đói nó không giữ lên là nó chạy một phát là cột nhau là gáy đi luôn đấy, là đi theo nó luôn đấy. Sáng là ăn hai bó rơm rồi à? À, dậy sớm là đi trong nhà bên kia là xin rơm về à? Ồ. Một cái ngôi nhà như này, hai ông cháu ở thì cũng gọi là từ lúc mà em Mạnh còn là khá là bé luôn. Trước kia thì là bốn người cũng ở trong một cái ngôi nhà như vậy. Vậy nhưng mà ở trên có thể ở trên phim thì người ta có thể nói là một túp liều tranh và hai trái tim vàng. Nhưng mà ở ngoài đời thì không được như vậy cả. Mạnh là về thôi. Đấy, ngôi nhà như vậy, hoàn cảnh như vậy thì mới khiến là mẹ của Mạnh là bỏ đi và bỏ lại Mạnh là ở nhà. Vậy ông Mạnh thì không. Mẹ ơi, không biết là đang ở nhà là chơi cái gì. Mùa này thì không đi lấy được cỏ cho nó ăn thì chỉ có đi lấy sơm về cho ăn thôi ông nhỉ. Không được khơi chó mẹ. Rơi rồi. Nào Mạnh đi đâu rồi? Hả? Mạnh đi đâu rồi? Mạnh đi đâu rồi? Thay quần áo chưa? Thay rồi à? Thay rồi à? Có vẻ như là thay bộ quần áo rất là rộng các bác ạ.
Đá này thì hôm nọ là ông bảo là đem về để xếp xuống dưới này đúng không? Ông bảo là xếp cái chỗ nền nhà này cho nó rộng ra một chút cô bác ạ. Chúc nào là dép của ông ở đâu đấy? Dép của ông đâu rồi mẹ anh? Ở bên phần phía bên trên thì có là có hai hộ gia đình là sáu ở trên đấy cô bác. Đấy, Mạnh thì thường xuyên là lên trên nhà trên. Những lúc mà ông không ở nhà đấy chỉ là lên trên chơi, và những lúc mà không có cơm ấy, thì cũng là lên trên nhà bên trên là ăn cơm. Ở bên kia thì không phải là anh em ruột thịt gì cả. Đây chỉ là coi như là gọi là một cái người hàng xóm, cũng thấy là gia đình Mạnh khó khăn đấy, cho nên là không giúp được gì nhiều, giúp được là những cái bữa cơm. Hôm nay cháu xuống thì muốn là thông báo cho ông một cái tin mà không biết là mẹ khi mà ông nghe được thì như thế nào. Nhưng mà đối với bản thân của cháu thì lúc mà cháu nhận được ấy thì cháu cảm thấy là rất là vui thay cho hai ông cháu. Mạnh thì vừa về nhà có bác ạ, về nhà thì thay nguyên cái quần thôi. Có vẻ như là bộ quần áo này thì hơi to. Có phải to không mẹ? Hả? À? To hơn à? Nhưng mà đến sang năm sau thì đến Mạnh lớp 1 thì có thể là mặc vừa rồi. Nào Mạnh ngồi im nào. Ngồi im nào, ngồi khay chân nào. Đấy. Mạnh phải bỏ mũ ra thì các ông bà mới nhìn thấy mặt của Mạnh ấy, chứ không là không nhìn thấy đâu. Đấy. Mạnh ngồi khay chân vào. Đấy, ngồi khay chân vào, khay chân vào. Đấy rồi. Mạnh là đừng đội mũ nhá, đừng đừng có đội mũ mà trùng quá, tí các ông các bà không nhìn thấy mặt của Mạnh đâu. Nhá. Rồi. Đấy. Hôm nay thì ngày 28 tháng 12 thì cháu có nhận được một cái khoản của hai chị Nguyệt Thúy là gửi cho ông là 50 triệu. 50 triệu là hai chị Nguyệt Thúy đã gửi cho cháu là 50 triệu 108 nghìn. Và cái số 108 nghìn thì là hai chị là có để cho cháu là làm cái kinh phí đi lại, đổ xăng đi lại. Và cộng cả cái số tiền hôm trước thì là được hơn gần 100 triệu rồi. Bây giờ thì để ông làm ruộng thêm một thời gian nữa để mà bớt cái thời gian mà bận hơn thì có thể là đi vào và làm nhà của ông được rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ đọc từ đầu, từ ngày 19 tháng 12 từ lúc mà cháu Lực xuống chia sẻ cái hoàn cảnh của hai ông cháu đến thời điểm hiện tại là vào bao nhiêu cô bác nhá. Nào Mạnh ngồi im nhá, được chưa? Rồi. Ngày 19 tháng 12 thì có cô bé ở Mỹ gửi là 8.414.000 đồng. Ngày 22 tháng 12 thì có hai chị Nguyệt Thúy là ở Mỹ gửi là 5.040.000 đồng. Ngày 21 tháng 12 có chị Trần Thị Châu gửi 500.000 và gửi riêng cho cháu làm kinh phí đổ xăng đi lại là 200.000. Ngày 22 tháng 12 có chị Hoàng Thu Hương gửi 4.240.000 đồng. Và trong đó thì chị có gửi cho cháu làm kinh phí đổ xăng đi lại là 100.000. Ngày 6 tháng 11 có bà Nguyễn Tình Nghĩa gửi 1.000.000 đồng. Ngày 13 tháng 1 bà Nga Trần ở Canada gửi 3.000.000. Ngày 22 tháng 1 có bác Linh ở Canada gửi 1.800.000 đồng. Và bác có gửi cho Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 250.000 đồng. Ngày 18 tháng 1 thì tiếp tục được hai chị Nguyệt Thúy gửi là 20.006.000 đồng. Ngày 30 tháng 1 bà An Phạm ở Mỹ gửi 2.450.000 đồng. Ngày 27 tháng 12 có cô chú Sang Phương gửi 1.000.000 đồng. Ngày 28 tháng 2 lại tiếp tục được hai chị Nguyệt Thúy là gửi là thêm 50.000.000 đồng. Thì tổng tất cả là hai chị Nguyệt Thúy gửi cho ông là 75.000.000 đồng ấy ông ạ. Đấy, có thể nói là hai chị Nguyệt Thúy là Mạnh Thường Quân là chính rồi các bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ nói cho tất cả các bác cùng biết về hiện tại cháu Lực đang cầm về cái khoản tiền kinh phí làm nhà của ba ông cháu, của hai ông cháu là bao nhiêu các bác nhé.
Tổng về cái tất cả tiền kinh phí của ông thì hiện tại là của hai ông cháu là cháu đang cầm là 98.450.000. Hay một cái số tiền thì cũng khá là lớn rồi. Đấy, trong khoảng thời gian mà cháu xuống chia sẻ ông từ tháng 12 đến tháng 2 thì hiện tại cháu đang nhận được là 98.450.000 ông nhá. Đấy, có lẽ là về cái khoản 98 triệu này thì ông có cảm thấy là vui mừng không khi mà mình có số tiền quý làm nhà lớn như vậy và trong thời gian tới thì mình có thể là mình đi làm nhà mới, không ở cái một ngôi nhà mà nhỏ bé như vậy nữa. Ông vui mừng, ông thích lắm rồi. Ông được chứ bao giờ mà thấy có khoản tiền to thế này. Lớn lên thì không có tiền như thế này đâu. Cô bác sĩ nó giúp được thế thì tôi vui lắm rồi, mừng lắm rồi. Đấy, bây giờ thì hiện tại thì là đợi ông cấy xong ruộng đã rồi thì trời thời tiết nó ấm hơn rồi thì cháu sẽ xuống và sẽ cùng ông là triển khai về cái vấn đề mà mình sẽ làm nhà nhá. Đấy, bây giờ thì cháu cũng trong thời gian qua thì cháu cũng tham khảo rất là nhiều mẫu nhà rồi. Nếu mà như vậy bây giờ cái phần từ quãng đường ở trên kia xuống thì chắc chắn là để mà vận chuyển vật liệu ấy, để mà mình làm một cái ngôi nhà bằng gạch đấy cô bác, thì thật sự ra nó đi con đường đi rất là khó cô bác ạ. Đi thì vẫn đi được thôi, nhưng mà nếu mà để mà có đủ cái số tiền mà làm nhà như kiểu nhà của hai ông cháu thì phải nói là một khoản tiền mà gấp đôi so với lại số tiền của nhà ba ông cháu thì mới làm được ngôi nhà của hai ông cháu. Chào ạ. Em Mạnh thì có vẻ như là hôm nay cháu Lực xuống thì cảm thấy là bé cảm giác như là thấy bé vui hơn nhiều, các bác ạ, rất là năng động. Mặc trên mình là những cái áo, những cái mũ mà cũng được các bác gửi cho. Bộ này thì có vẻ là hơi to so với Mạnh một chút cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu cũng đã thông báo cái số tiền quý của ông thì là cho ông nghe rồi. Đấy, thì hiện tại là để ông làm ruộng hết đá rồi thì cháu sẽ xuống và sẽ nói thêm với ông nhiều hơn nhá. Về bây giờ thì mong muốn của ông thì nếu mà có số tiền như vậy thì ông là muốn làm cái gì đầu tiên? Ông thì trước làm cái nhà đầu tiên rồi. Làm cái nhà là đầu tiên à? Nhưng khoảng thời gian vừa rồi ấy, khi mà cháu chia sẻ cái cuộc sống của ông lên ấy, thì tất cả các bác Mạnh Thường Quân thì cũng có theo dõi và nhìn cái ngôi nhà của ông thì sợ rằng là vào cái mùa mưa tới, vào mùa mưa mùa bão ấy, sẽ hai ông cháu là sẽ không có cái giấc ngủ mà nó ngon hơn, sợ rằng là đêm đang ngủ thì là thổi cái ngôi nhà của ông là sẽ bay, thành ra là hai ông cháu là không có chỗ nào để mà ở nữa. Theo như ông kể rằng là mỗi lần mà vào mưa gió to các bác là hai ông cháu là dùng cái tấm bạt quận lại với nhau là ở trong cái góc tre phía trên nhà của ông một chút của bác ạ. Cái khoản tiền của ông thì cũng xấp xỉ là được 100 triệu rồi. 98 triệu 400 là 50.000. Đây, một cái khoản tiền như vậy thì nếu mà để mà ông muốn làm nhà thì ông sẽ làm nhà theo dạng kiểu gì? Của nguyên tượng đấy làm thôi. Là theo làm như kiểu nhà gỗ à? Đúng, đấy. Nhà gỗ thì cháu cũng đã từng thực hiện là một cái rồi. Một cái là ở trên Thu Tà cùng ở bên xá để kết hợp lại để làm một ngôi nhà xong thì cũng mất 80 triệu là chưa có tiền là kinh phí để mà vận chuyển nữa. Đấy. Còn nếu mà thí dụ bây giờ làm nhà thì ông có như đi lấy công được để mà mình đổi công hàng xóm ra hộ không? Có mùa này có mà có ít thôi. Có ít thôi đúng không? Nên nó đi làm Còn nếu mà làm nhà ghép, thì theo ông thì ông đã từng nhìn thấy nhà ghép chưa? Chưa thấy cái nào. Chưa nhìn thấy nhà ghép à? Trong thời gian qua thì cháu Lực cũng đã tìm hiểu là về cái mẫu nhà ghép rồi cô bác ạ. Nhà ghép thì ở trên cháu Lực cũng nhìn thấy là có khá là nhiều ngôi nhà ghép, nhưng mà người ta từng vào trong đấy ở thì nói rằng là nhà ghép nó sẽ hơi nóng cô bác, không được mát như nhà sàn. Nhà sàn thì nếu mà mình làm cái quả nhà mà nó chắc chắn thì cũng rơi vào độ tuổi thọ nó được tầm 5-60 năm thì cũng khá là cao. Đấy, đến 5-60 năm thì đến lúc đấy Mạnh thì cũng lớn rồi.
Trong thời gian nữa thì hai ông cháu sẽ không phải ở trong một cái ngôi nhà, và có thể gọi là, đối với ông thì gọi là ngôi nhà, nhưng mà đối với người khác thì sẽ gọi là một cái túp lều. Túp lều là đối với ông. Thế còn hôm nay với lại thêm việc thứ hai nữa là muốn nói với ông là hai chị Nguyệt Thúy sẽ là người mà làm mạnh thường quân chính trong ngôi nhà của ông. Hai chị Nguyệt Thúy thì gửi cho cháu Lực là 3 lần cô bác. Đợt đầu là gửi là 5 triệu đồng, đợt thứ hai là gửi 20 triệu và đợt thứ ba thì là gửi 50 triệu, thì tổng khoảng 3 lần hai chị gửi là 75 triệu rồi cô bác. Trong thời gian qua thì khi mà cháu Lực lên chia sẻ hoàn cảnh của ba ông cháu thì cũng rất là vui mừng khi mà các bác tin tưởng cháu Lực và gửi tiền quý làm nhà của hai ông cháu một số tiền khá là lớn, cũng chỉ trong một thời gian là độ tầm 1 tháng thôi. Một tháng cháu Lực xuống chia sẻ hoàn cảnh của ông. Mạnh là hôm nay là bị làm sao, có vẻ vui hơn đấy hả? Hả? Sao vui thế? Có áo mới là vui à? Có quần áo mới là vui à? Ấy Mạnh thì một đứa trẻ mà rất là ngoan cô bác ạ. Sang năm sau thì đi học lớp 1 rồi thì nó sẽ lớn, thì Mạnh sẽ lớn hơn. Hai ông cháu thì nương tựa nhau mà sống một cái khoảng thời gian mà từ lúc mà Mạnh vừa mới bé tí đến bây giờ thì cũng lớn khôn là được 5 tuổi. Một lần nữa thì xin thay mặt hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới các bác Mạnh Thường Quân và khán giả luôn luôn yêu quý hai ông cháu. Trong thời gian qua thì không chỉ là các bác gửi nguyên tiền, đóng góp tiền làm kinh phí làm nhà đâu, mà còn là gửi cho hai ông cháu rất là nhiều những cái món quà cho hai ông cháu. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Đấy, đi xuống và thông báo cái tin này cho hai ông cháu. Thứ nhất là tiền kinh phí làm nhà của hai ông cháu thì cũng đã gần được 100 triệu rồi. Và thứ hai thì là xuống thông báo cho ông là nhận được cái khoản kinh phí phần trợ cấp. Thứ hai thì thông báo cho hai ông cháu nghe rằng là hai chị Nguyệt Thúy gửi cho ông là thêm là 50 triệu nữa, một cái số tiền mà cũng rất là lớn để cho giúp đỡ cho hai ông cháu ở có một ngôi nhà mơ ước và một ngôi nhà khang trang hơn, có ngôi nhà để mà tránh mưa tránh gió, chứ không thể ở một cái ngôi nhà mà lụp sụp như vậy nữa cô bác. Ông thì có muốn nhắn nhủ điều gì tới các bác đã gửi tiền cho ông không? Cho hai ông cháu không? Tôi chỉ thiết các chị đã gửi tiền cho tôi làm nhà. Tôi mừng lắm, vui lắm rồi. Tôi xin cảm ơn các chị, các bác. Ông gửi một lời chúc sức khỏe tới các bác Mạnh Thường Quân nhé. Tôi chúc sức khỏe bác Mạnh Thường Quân mình khỏe nhá. Ở đây là không phải là bác Mạnh Thường Quân đâu, mà tất cả các bác Mạnh Thường Quân. Đấy, Mạnh Thường Quân là người mà gửi tiền cho hai ông cháu. Tôi xin chào các Mạnh Thường Quân tất cả. Tôi xin chào. Ông thì biết đã nói tiếng phổ thông là một chút của bác ạ. Thời xưa thì ông có từng đi gọi là như kiểu là đi mở đường của bác, thuộc dạng mở đường cho bộ đội người ta đi qua. Đấy. Mày nữa, làm nhà thì Mạnh có thích không? Thích à? Muốn ở nhà mới không hay là ở cái ngôi nhà này? Ở nhà mới. Ở nhà mới à? Muốn có nhà mới để ở à? Ừ. Nhưng mà sang năm là lớn hơn, là ở nhà là phải biết nghe lời ông nhá. Thì các bà mới yêu quý mới gửi tiền cho Mạnh nhá. Ở nhà thì quần áo của Mạnh ấy ông ạ. Chịu khó là giặt rú cho Mạnh một chút nhá. Như bộ này thì có thể to quá thì ông cất đi để sang năm sau là Mạnh là mặc cho ông mặc cho Mạnh nhá. Đấy, Mạnh gửi một lời cảm ơn tới các bà nhá. Ngồi yên, khoanh chân và khoanh tay. Đấy. Con xin cảm ơn các ông các bà. Con xin cảm ơn các ông các bà đã gửi tiền cho hai ông cháu. Con chúc tất cả ông bà rồi. Đấy, nhưng
cái chỗ ngủ ông ấy thì là ở trong ngôi nhà thì cũng khá là hẹp rồi, thì hai ông là ông Mạnh thì còn nhỏ quá để mà dọn dẹp, thì ông Mạnh không dọn dẹp được đấy, thì Mạnh chỉ có là bừa ra thôi, thì ông chịu khó là dọn dẹp nhà cửa cho nó gọn gàng một chút nhá. Ở trên này thì hôm nọ là mưa tạt vào đây hả ông? Thế là tạt vào đây là hạ chỗ ngủ của hai ông cháu đi chả ướt hết à? Ướt mà, ra bên này thôi. À hôm nọ là ngủ ra phần phía bên này à? Phần phía bên này của bác này, mưa to quá cho nên là nó mưa nó hát hết vào trong nhà, thành ra là ướt hết cả quần áo của hai ông cháu ở đây rồi. Đấy, có lẽ là thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là Trần Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và lời cuối cùng thì cho Trần Lực xin được chúc tất cả các bác thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông A gửi một lời chào tới các bác nhé. Lời chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt các bác nhé. Nào Mạnh, bây giờ thì đứng lên nào, khoanh tay cho nào. Đứng lên, khoanh tay. Đứng lên. Đấy, khoanh tay vào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Các ông các bà. Rồi, bye bye, bye bye. Rồi.